gì vậy? Ê! Biến thái! Ông làm gì vậy? Trời ơi! Gì biến thái, anh lỡ đụng chút xíu làm căng vậy? Nhìn chân dài eo thon cũng mượt quá. Nè, cho anh đụng chút đi, để dành dễ uổng lắm nghe. Nè! Nè! Làm gì vậy hả? Biến thái! Ai cho phép mày sờ mó bạn gái tao? Mày là thằng nào vô đây kiếm chuyện hả? Mày mà đánh tao kêu công an còng cái đầu mày đó. Tao thách mày kêu công an đó. Mày kêu thử tao xem. Cái loại biến thái như mày á, tao chưa chặt cái tay là may cho mày lắm rồi đó. Tin không? Anh đừng quan đâu. Anh, chuyện không có đáng gì đâu. Anh bỏ qua đi, bình tĩnh. Chủ quán, có chuyện gì mà ồn ào vậy Hân? Cậu coi đó, tôi đến đây uống cà phê mà khách của cậu đến đây kiếm chuyện đánh tôi làm sao? Cậu làm ăn vậy quán cậu mất khách hết á. Lại nữa hả Hân? Bao nhiêu lần rồi em? Dạ anh ơi, cho em thay mặt quán xin lỗi anh đi. Tại vì nhân viên em nó phục vụ anh không tốt. Lần sau em hứa sẽ khắc phục. Anh tổ qua thông cảm cho em nha. Cậu coi cách làm ăn cậu lại đi. Mày nhớ mặt tao nha mày. Mày nhớ mặt tao á. Thôi đủ rồi. Sao nữa vậy Hân? Bao nhiêu lần rồi? Đây là quán của anh làm ăn mà. Cậu ta tới quậy bao nhiêu lần anh bỏ qua rồi. Lần này là như vậy nữa. Em nên coi lại tình cảm của em đi. Chứ cái mối quan hệ này, anh thấy tương lai của em mờ mịt lắm. Còn cậu nữa, cậu cảm thấy người yêu của mình quý trọng quá thì đem về lộng kính đi, chứ đừng cho tới đây làm nữa. Cậu nhắm á, cậu nuôi nổi người ta không? Mà tới đây ghen với tôi. Cậu không nuôi nổi người ta, để người ta phải tới đây đi làm. Rồi tới đây cậu quậy phá hả? Từ ngày mai nghỉ việc đi, không cần phải tới đây làm nữa. Chuyện của tao mày xen vào hả mày? Hả? Đúng rồi đó. Vô lòng anh vô. Em lại bị đổi việc nữa rồi nè. Em xin lỗi anh. Em xin phép. Đi về. Mày nhớ mặt tao nha mày. Dạ. Yeah. Buông ra. Ai cho trang điểm? Bôi xong cho tôi. Anh làm cái gì vậy? Anh làm khùng làm điên cái gì vậy anh Khánh? Tôi hỏi cô mới đúng á. Cô trang điểm lè lẹt, ăn mặc đẹp vậy á, định đi hẹn hò với thằng nào hả? Tôi nói biết bao nhiêu lần rồi không lọt lỗ tai hay sao? Anh khùng vừa thôi. Bây giờ anh không lo được cho tôi thì tôi phải sửa soạn tôi đi xin việc chứ. Cũng nhờ ơn anh mà tôi bị đuổi hết chỗ này tới chỗ khác. Ngay cả làm phục vụ cũng bị đuổi kìa. Anh muốn gì nữa? Sao? Bây giờ cô trách tôi hả? Trách tôi là tại tôi mà cô mất việc hay sao? Muốn đi xin việc đúng không? Ok, tôi cho phép. Nhưng mà cô không có được trang điểm lẹ lẹt như vậy. Tẩy trang hết cho tôi. Còn cái đầm này nữa, thay ra. Rồi muốn đi đâu đi? Đủ rồi đó anh Khánh. Tôi xin anh luôn á. Anh bình thường một chút được không? Tôi cũng là con người mà. Tại sao tôi làm cái này không được, làm cái kia không được? Anh là ông có nội của tôi hay sao mà tôi làm cái gì tôi cũng phải xin phép anh vậy? Tôi là bạn trai của cô. Tôi có quyền. Cô còn sống với tôi á là phải chịu phụ thuộc vào tôi. Tôi nói gì ngay đó, không có cãi. Chống đối thằng này á, kết cục không có tốt đẹp đâu. Nghe chưa? Đi vào trong thay đổi tôi. Công việc thì không có, cuộc sống này bị kìm hãm như vậy có khác gì địa ngục không? Những gì anh làm với tôi nó quá đáng lắm rồi đó anh Khánh. Tôi đi đâu vậy? Tôi nói một tiếng bỏ đi te te là sao? Tính làm gì? Mới chửi bao nhiêu đó tính dọn đồ bỏ đi hả? Tạo phản đúng không? Làm gì vậy? Đi đâu? Tôi chịu hết nổi rồi. Chia tay đi. Tự nhiên chia tay gì? Cái nãy là tôi nóng tính quá rồi tôi mới la vậy thôi, chứ tôi đâu có ý chia tay đâu. Tôi không thể nào tiếp tục cái mối quan hệ này với anh thêm một phút một giây nào nữa. Tôi không phải tù binh của anh Khánh. Thôi thì thôi anh xin lỗi đi. Hồi nãy anh nóng tính, anh la, anh cấm đón em vậy là anh sai. Nhưng mà thật sự là tại vì anh thương em, anh yêu em, anh mới vậy thôi. Nhưng mà anh hứa với em á, từ đây trở về sau anh không có như vậy nữa, được chưa? Anh hứa bao nhiêu lần rồi? Anh nhớ nổi không? Anh hứa xong rồi anh có thay đổi không? Hay là lúc nào cũng ngựa quen đường cũ, anh đánh đập tôi đã, xong rồi anh xin lỗi là xong? Tôi bỏ qua cho anh bao nhiêu lần rồi? Hả?
Thôi mà anh quỳ xuống xin lỗi em luôn nè. Em cũng biết rồi đó, trước đây anh đâu phải là cái loại người như vậy đâu. Nhưng mà tại vì á, sau khi bạn gái cũ anh nó cắm sừng anh, nên nhiều lúc anh không kiểm soát được hành vi lời nói của anh. Từ lúc anh quen em á, anh thấy em lãng vảng sắp sáp bên những người đàn ông lạ á, là cái máu ghen của anh kiềm chế không có được. Nhưng mà chung quy là anh thương em anh mới làm vậy, chứ không thương em anh ghen tuông làm gì. Phải, anh thương tôi, tôi biết mà. Anh thương tôi nhiều lắm. Anh đứng lên đi. Anh thương tôi là như vậy hả? Anh có nhớ những cái vết sẹo này không? Nhờ nó mà bây giờ đi đâu tôi cũng phải tìm cách tôi che lại. Lúc nào cũng phải tả tóc như vậy để che nè. Còn không thì phải mặc áo kính nè. Không là vậy hả? Dài nè. Mày ngoại tình đúng không? Anh bị sao vậy? Sao tự nhiên anh đánh em? Mày coi đi. Coi đi. Cái mục tin nhắn bữa nay trống trơn. Hôm qua tao thấy tin nhắn rõ ràng mà nhắn tin với trai đúng không? Đúng không? Mày nhắn tin với trai mày sợ bị tao phát hiện nên mày xóa tin nhắn đúng không? Mày nói rõ đi. Anh đừng có điên nữa được không? Ngày hôm qua em đi làm em để điện thoại ở nhà mà. Em đâu có cầm điện thoại đâu mà anh ghen tuông vậy? Với lại con mắt nào của anh nhìn thấy em xóa tin nhắn? Mày đừng có chối. Dính tao rõ ràng thấy hôm qua toàn tin nhắn nè. Bữa nay không thấy nữa là sao? Mày không xóa trai xóa. Mày sợ tao phát hiện mày ngoại tình, mày gian díu với trai nên mày xóa chứng cứ đúng không? Từ lúc em quen anh, em biết là anh hay ghen, cho nên là em cắt đứt cái tất cả mối quan hệ của em rồi. Em đâu có một người bạn khác giới nào đâu. Sao anh cứ ghen tuông hoài như vậy? Nếu như mình không tin tưởng em á, chia tay đi. Mày nói cái gì? Mày đòi chia tay hả? Chứng tỏ là mày đang lén thấy cái thằng nào bên ngoài. Mày muốn chia tay đúng không? Anh làm gì vậy? Đừng, anh cắt. Dạy cho bằng bài học. Tôi mà. Chia tay mày, chia tay nè. Chia tay. Chia tay không? Tôi biết anh là người tốt. Ngoại trừ cái tính ghen tuông vô cớ rồi mất kiểm soát của anh ra thì mọi thứ đều ok cả. Nhưng mà tôi không chịu nổi. Tôi quen anh, tôi nghĩ là từ từ anh sẽ thay đổi. Nhưng mà không, càng anh càng quá đáng hơn. Đâu ra cái lý lẽ người trước làm sai là người sau phải chịu tất cả. Đâu phải người khác làm tổn thương anh, bây giờ anh đi làm tổn thương lại người mới. Nếu như mà trong tình yêu anh không tin tưởng được thì anh đừng có yêu nữa. Anh... thật sự là anh sai, anh sai. Tất cả là anh sai. Anh không kiềm chế được, anh ghen tuông là anh sai. Nhưng mà anh mong em hiểu cho anh. Tất cả chỉ vì anh thương em, anh sợ mất em thôi anh. Em đừng có bỏ anh đi được không anh? Anh xin lỗi em mà anh. Em ở lại đây với anh đi anh. Em mà đi anh sống không nổi đâu. Tôi chịu đủ rồi. Hân, đừng mà em đừng đi đâu hết em. Hân ơi, ở lại đi em. Hân, đừng có bỏ anh mà Hân. Anh ăn nỉ em đó Hân. Tôi không thể nào chịu nổi cái tính tiêu cực độc hại này của anh. Hân, Hân, đừng có đi mà em. Hân. Em muốn xem anh có thực sự mạnh mẽ như những gì anh gửi cho em không thôi. Yo, hôm nay không say là không về. Hôm nay tao trốn chồng đi chơi đó. Tới sáng nghe không? Con quỷ này ghê thiệt. Chồng con mày sao rồi? Thôi bỏ nhà rồi, vô đi. Anh làm cái gì vậy? Cái đồ biến thái. Chết đâu. Em làm gì vậy? Anh thấy em đẹp quá, anh qua anh chọc xíu thôi. Có gì đâu căng đặt nước anh vậy? Anh bị điên hả? Điên cái gì? Hoa đẹp là để cho người ta hái. Em ngon như vậy nè. Đi chơi với anh bữa đi. Cho em nhiều hơn thứ em muốn nữa.
Cái gì vậy? Nè, anh đừng có nghĩ là ai vô đây cũng là cái loại gái đó cho anh trêu nghe chưa? Chứ sao, mặc đồ mát mẻ vậy nè, vô đây dẹo trai chứ làm cái gì. Em mà phục vụ không, cả hai luôn, hai đứa mà phục vụ tốt cho anh á, anh cho nhiều hơn vậy nữa, hiểu không? Khói ở vậy, khói gì chơi. Nè, có đồ đi con, buông ra. Tụt cốt, tụt biến thái buông. Bảo vệ. Tụt cốt, tụt biến thái buông ra coi. Trai, xỉn quá rồi, về nghỉ đi, đừng phá quán anh nữa. Đi. Tôi đang chơi mà. Nè, à, cất đi, đi chỗ khác, đang chơi với mấy em này mà. Có thôi đi không? À, không miếng coi. Ra. Buông cái gì, buông. Dạ. Anh trai. Dạ. Xỉn rồi, anh về nghỉ đi. Nè, nhớ mặt anh Thành này nha. Tù này mà không trả, không phải anh Thành đại gia. Bây giờ Thu nó ra coi. Làm gì hả? Tao đang chơi hả? Thu gì đâu á. Lâu ngày mới trốn chồng đi chơi mà gặp biến thái. Hứng hứng dễ sợ luôn. Trời ơi, cái thằng điên này, nó gửi mấy cái hình biến thái này. Chồng mình thấy thì sao ta? Cái thằng khùng này. Xóa. Cái gì vậy? Đưa đây coi coi. Cái gì mà chồng thấy? Đưa đây. Anh kêu là đưa đây. Ờ, không có gì hết. Nhanh. Giấu tôi cái gì hả? À, ngon dữ à ha. Bộ vô này em thiếu thốn lắm hả? Hả? Em với nó là làm sao? Em không có. Anh nghe em nói này, tự nhiên nó gửi cái tin nhắn này cho em, chứ em đâu có biết gì đâu. Em với nó không có gì hết á. Không có gì hả? Ủa không có gì mà sao hai người nhắn tin qua lại với nhau nè, rồi nó mới gửi hình cho em hả? Là sao? Cái thằng này là cái gì hả? Thì lúc đầu nó nhắn tin em bình thường lắm, lịch sự lắm, cho nên là em cũng trả lời lịch sự theo. Ai mà biết bây giờ biến thái vậy đâu. Em với người này thật sự là không có gì hết. Không có gì hả? Không có gì là sao? Nó nhắn tin nè. Nè, em đi đâu sao không báo cho anh biết? Có biết là anh nhớ em nhiều hay không? Ủa là sao? Em phải quen biết với nó mới nhắn tin như vậy hả? Rồi bây giờ nó gửi nguyên cái hình sexy như vậy. Ủa là sao vậy hả? Em đã nói là em không có gì rồi mà. Em chỉ trả lời lịch sự thôi. Vợ chồng với nhau mà anh không tin tưởng nhau được hả? Không tin được thì thôi đi. Bây giờ là thằng này là thằng nào? Giờ em hiểu giá trị của anh rồi đúng không? Đương nhiên rồi. Anh gửi cho em quá là nhiều hình sexy quyến rũ. Nhìn cái đó của anh là em biết anh mạnh mẽ lắm rồi. Em làm vậy là có ý gì? Ý gì hả? Thì em muốn xem anh có thực sự mạnh mẽ như những gì anh gửi cho em không thôi. Anh. Hả? Cái gì vậy? Hư à. Chứ sao mà không mừng được. Dạ. Anh có muốn cuộc vui của chúng ta thêm vui không? Rất thích chứ, nghĩ lắm nha. Nghĩ lắm á. Ngọt nè. Để coi anh mạnh hay là em mạnh hơn.
Rồi. Hồi nãy nhỏ xíu giờ bự quá vậy. Hay. Mặc quần đụng mông phải không? Rồi vậy vẫn yêu cho được. Mình hả hả? Mình luôn mình. Mạnh lắm, không biết. Sao? Im không? Ê, mày cái gì vậy? Mày làm gì? Tao hả? Mày điện thoại. Thú ngạt bước chạy. Sao? Bệnh hoạn lắm hả? Mày thích vợ tao lắm hả? Nay gặp tao là mày tới số với tao. Thú ngạt. Anh ơi, anh có hiểu lầm gì không? Tôi đâu có biết vợ anh đâu. Chắc là anh lộn người rồi đó, không phải tôi đâu. Không biết vợ anh. Anh nhìn tôi không quen hả? Sao? Chối còn giỏi mà chơi hèn còn giỏi. Tôi biết là anh muốn trả thù tôi mà. Nhưng mà tiếc cho anh quá à. Anh đụng nhầm người rồi. Anh trai. Dạ. Chín rồi, anh về nghỉ đi. Nè, nhớ mặt thành này nha. Thù này mà không trả, không phải thành đại gia. Bây giờ thù nó ra coi. Làm gì anh đang chơi hả? Mày cái thứ khốn nạn như mày á, mày ăn không được, mày phá trò hồi đúng không? Mày phá gia đình của tao, làm tao với vợ tao hả phải cãi giả suốt đêm. Mày đúng là cái thứ khốn nạn mà hôm nay hả, tao cho mày ăn đủ. Ăn đủ. Anh ơi, em biết lỗi của em rồi. Em xin hai chồng anh chị tha lỗi cho em đi. Thật sự là em nông cạn, em hèn hạ, anh chị đừng có chấp em, tha cho em. Đủ rồi. Cái loại biến thái bệnh hoạn như mày cứ làm sai xong xin lỗi là xong hả? Mày đâu có chừa. Mưu hèn kế bẩn một bụng, tao tha cho mày để mày trả đũa lần sau sao? Tao quay video, chụp hình ảnh đầy đủ rồi. Tất cả những gì của mày, hình ảnh, bằng chứng, tao sẽ up lên tất cả trang mạng xã hội. Tao sẽ cho tất cả mọi người biết cái bộ mặt biến thái của mày. Đừng mà, em xin anh chị luôn á, em còn lấy vợ rồi sinh con nữa, trong này sao mình dám con nữa. Mày biết sau này mày lấy vợ thì mày sống cho đàng hoàng hả? Mày sống như vậy mà mày nói lấy vợ hả? Đủ rồi, đi anh. Em bình tĩnh em. Làm gì vậy? Con bị điên hả? Sao con đánh tôi? Tôi mới là người hỏi cô đó. Mắc cái gì mà ôm ấp người yêu tôi là sao? Hả? Cô không biết nhục hả? Cô nói gì vậy? Ai ôm ai? Cô đừng có nghĩ tôi không biết con người của cô ha. Cô tới đây để mà cô níu kéo anh Khánh, kêu anh Khánh quay về với cô hả? Đừng có mơ. Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là người yêu cũ thôi. Mà cái gì đã cũ rồi á thì làm ơn giữ một chút liêm sỉ lại ha. Bây giờ tôi với anh Khánh đang rất là hạnh phúc. Cô đừng có mà phá đám. Nếu không, coi chừng tôi đó. Của cô hết đó. Tôi đâu có rảnh đâu mà dành với cô. Người như anh ta đâu có xứng. Cô nói vậy là có ý gì? Đừng nghe lời cô ta nói em. Thật sự á là cô ta chèo kéo muốn quay lại với anh. Nhưng mà anh cự tuyệt rồi. Anh không có chịu đâu. Mình đi về đi. Dây dưa với loại người này á, mệt nữa đó. Cô coi chừng tôi đó. Tôi mà còn thấy cô ve vãn với anh Khánh một lần nữa, đừng có trách tôi. Em. Ôi, thấy cưng quá. Sao đến trễ vậy? Anh đợi em có tiếng mấy rồi đó. Anh đợi em có chút xíu mà anh đã không chịu nổi rồi hả? Nhưng mà nay anh kêu em tới đây, anh không sợ người yêu của anh ghen sao? Hôm bữa em thấy cổ dữ lắm á. Cổ còn tát em như vậy nè. Nóng luôn á. Còn sao em quýnh anh đâu? Ủa em quýnh anh hả? Em quên mất. Nhưng không mà sao hết á. Có cái tai bệnh vô đây là hết đau liền à. Em ghen đúng không? Thực chất á, anh đâu có thương con nhỏ đó. Anh quen nó cho vui thôi.
Chủ yếu anh quen nó để chọc tức em, xem coi em còn tình cảm với anh hay không đó. Chứ anh không có hề thương nó, anh chỉ muốn qua đường với nó thôi. Anh nói thiệt không vậy? Anh nói thiệt. Lâu quá không gần gũi em, anh nhớ quá. Ông ấy mình làm liền đi em. Điên em, làm gì em đá anh? Tỉnh mộng đi, không có cái mùa xuân đó đâu. Em điên hả, sao em đá anh? Ủa? Em đến đây chi vậy? Anh tới đây chi hả? Tới đây để đánh anh đó. Đánh đến khi nào á, cái công cụ gây án của anh không còn được sử dụng nữa, thì lúc đó anh mới hết vợ trò với phụ nữ tụi tôi. Ây da, đau, đừng đánh nữa, ây da, đau, chết người đó, đừng. Anh khốn nạn như vậy, hả? Đừng đánh nữa, tôi xin hai người đừng đánh nữa, đau. Cái cú đá hồi nãy chỉ là để tôi test xem hàng của anh như thế nào thôi. Anh tự hào lắm hả? Mắc gì suốt ngày anh cứ gửi ảnh nóng của anh cho tôi chi vậy? Tôi đâu có nhu cầu xem ba cái thứ vô bẩn này, hả? Cô tới nhà tôi làm cái gì, hả? Hay là van xin lại lục anh Khánh không được? Đường cùng rồi tới đây kêu tôi bỏ anh Khánh hả? Đừng có mơ ha. Nè, cô cố tình tới đây gây sự đúng không? Con này không có ngán cô đâu. Cô muốn cái gì? Muốn cái gì hả? Đủ rồi đó. Cô khùng đủ chưa? Thằng Khánh nó cho cô ăn bùa mê thuốc lú gì mà cô ngu dữ vậy? Thúy, Thúy, em làm ơn em quay lại với anh yêu Thúy. Anh không thể nào sống thiếu em được đâu. Từ lúc mà anh chia tay với em á, là anh lúc nào anh cũng nhớ về em hết á. Em bỏ qua cho anh đi. Tại hồi trẻ anh bồng bột, anh cứ nghĩ là quen nhiều người vậy là quay. Chứ thật sự là anh không thể nào anh quên được em đâu Thúy. Anh làm gì vậy? Cái mặt của anh nó cũng dài lắm rồi đó. Những cái lời kinh tởm như vậy mà anh cũng nói được hả? Tôi mới là người phải van xin anh á. Anh làm ơn anh buông tha cho tôi đi. Tôi với anh chấm hết rồi mà đâu còn gì nữa đâu. Anh không có tư cách quay lại với tôi đâu. Làm ơn tu thân đi, đối xử tốt với người mới đi nha. Đừng mà thế, đừng. Anh không cho em đi đâu hết á. Phải thôi anh, đừng. Cô đừng có nghĩ cô đặt điều cho anh Khánh như vậy á là tôi sẽ tin cô. Nè, coi đi. Đây là toàn bộ tin nhắn của anh Khánh gửi cho tôi mỗi ngày. Ngoài cái chuyện năn nỉ xin tôi quay lại ra thì toàn là hình nóng của anh ta. Gọi là cái gì? Khoe cái mạnh mẽ của đàn ông để dụ dỗ tôi. Thôi được rồi đó. Bây giờ cô biết bộ mặt thật của anh ta rồi. Đừng có làm phiền tôi nữa. Coi mà dạy dỗ là anh Khánh yêu quý của cô đi. Nhờ anh mà tôi mới ăn cái tát đó đó. Ăn cái tát đó để mà tỉnh ngộ, nhận ra cái con người anh nó khốn nạn cỡ nào. Tôi không nghĩ là trên đời này vẫn còn tồn tại cái loại người mà sở khanh, biến thái. Anh, ê, đừng, nói đừng, tới đừng, anh đừng, đừng đánh anh à. Đừng đánh nữa. Cô quay lại với tôi thôi. Mất mớ gì bày trò đánh đập tôi vậy? Dù sao thì hết tỉnh còn nghĩa chứ. Nghĩa điểm mới vừa cái nết của anh. Tôi đã nói anh rồi, làm ơn buông tay cho tôi đi. Vậy mà anh cứ bám víu tôi hoài. Tôi đã định không nói cho bạn gái mới của anh biết rồi. Vậy mà anh cứ làm phiền tôi hoài. Bây giờ trách ai? Thôi mà thôi, anh biết lỗi của anh rồi. Hai em bỏ qua cho anh đi. Đừng có đánh anh nữa nha. Đủ rồi, anh đừng có ngoan cố nữa. Hôm nay hai chị em tôi sẽ triệt nồi của anh, cho anh khỏi đi gây án nữa. Vô. Đừng quýnh nữa. Ây da, ở đây đâu phải nhà của anh đâu. Nhà của em thì cũng như nhà của anh thôi. Ừ. Có gì đâu mà anh phải ngại. Hôm nay á, anh cứ ở đây mà nghỉ ngơi. Em hứa với anh á, em sẽ chăm sóc cho anh từ A tới Á luôn đó. Đảm bảo là chu đáo không khác gì con vợ của anh đâu. Đâu có được. Anh là người đàn ông, nó có vợ con rồi, làm gì không có hay đâu. Thôi đến đi. Mẹ,
Em là phụ nữ em không ngại gì thôi. Có gì đâu mà anh phải ngại. Ngại ngại chứ. Anh nhìn em đi. Em có điểm nào mà không tốt bằng vợ của anh? Chỉ cần là anh cho em cơ hội á, em hứa sẽ cho anh biết được em hấp dẫn cỡ nào. Không không có được vậy. Anh phải đi về vợ anh. Anh chạy đi đâu hả? Hôm nay anh đã lọt vô động bàn tơ của em rồi á, thì em sẽ không để cho anh thoát đâu. Nè, em biết là anh đang ngại đúng không? Nhưng mà đâu phải là anh không muốn đâu. Mở dần miệng mèo rồi á, thì có thằng đàn ông nào mà chê cho được. Không được, anh không bao giờ phản bội vợ anh. Để anh đi về. Để anh đi về mà. Anh chạy đi đâu vậy? Em đừng, đừng. Ở đây mẹ, em đừng mà đừng. Anh có điện thoại, tôi. Anh ơi, coi như là em lại anh. Anh về giùm em đi. Anh đừng có nhậu nữa. Anh nhậu có chừng có mực thôi. Anh nhậu vậy em lo dữ lắm, anh hiểu không? Hả? Bây giờ trời tối trời khuya rồi mà anh còn say xỉn nữa. Anh đi về vậy làm sao em yên tâm? Bây giờ anh về đi. Trời chưa có tối lắm đâu nha. Về em thương nha. Chứ anh có nhớ lần trước anh cũng nhậu nhẹt bị bắt xe không? Vụ ngã tư chỗ cầu vượt đó. Rồi bây giờ tính bị nữa hay gì? Không có được đi thêm tăng 2, tăng 3 nghe chưa? Đi thêm nữa là về đây tôi cho ông tăng xong luôn đó. Đi về lẹ lên. Anh lại em đừng có làm cái gì anh, đừng có đụng anh nữa. Anh phải về con sư tử hài đồng nữa rồi. Anh chết anh. Đừng mà. Em sẽ không để cho anh thoát được đâu. Trời ơi. Ơi đâu? Đâu? Em ơi. Sao mà đi nhậu vậy? Sao không đi luôn đi hả? Em đừng. Về đây chị hả? Có biết vợ con không hả? Sao mà đi hoài vậy hả? Đau quá. Thì lâu tập tụ bạn bè nè, Quân với Minh mời quá chơi này, ngồi lỡ anh em chơi lâu xíu cũng về an toàn mà, chứ đâu bị bắt xe giống ổng đâu. Tối ngày đi ăn nhậu với cái đám đó hoài, tôi nói cho ông biết nha ha. Cái đám đó là thằng Quân, ông Minh này nọ đúng không? Mấy người đó cũng chả hơn gì ông đâu ha. Bị bà Chi vợ ổng ở nhà nói hoài, tôi nói cho ông biết nha ha. Tại sao vậy hả? Ai rủ rê cái gì cũng đi ăn nhậu lần sau. Có biết vợ con ở nhà chờ không hả? Biết mà, thì tranh thủ về đó, cũng đi về cũng mua hoài vậy cho vợ nè. Cái không phải cái này là ông Vi á, nó gửi cho em á. Nhắc mới nhớ con Vi đó ha. Tôi là tôi không có ưa cái con Vi đó đâu nha. Gái con đứa gì đâu mà tối ngày hả tụ tập đàn ông qua nhậu không hả? Rồi anh với nó có cái gì không hả? Có cái gì là có cái gì? Không có cái gì, tại sao lúc nào nhậu cũng có mặt nhỏ nó hết vậy? Thì nhậu chung nguyên team mà, đừng có nghĩ tầm mậy cho anh nữa. Anh cũng làm mậy mạ luôn chứ, nhậu xong rồi về à. Phải không? Thiệt. Bạn nhậu thôi hả? Ờ. Nhậu trên bàn rồi xong làm bạn trên giường luôn phải không? Ôi làm gì có chuyện đó, đừng có nghĩ mày mà chết anh luôn á, tội nghiệp anh, không có đâu. Liệu hồn tôi nha, tôi nói cho biết trước nha, từ nay về sau đi nhậu á là phải tiết chế lại. Và cái thứ hai, có con Vi đó là không được đi nghe chưa? Còn mà đi nữa là tới xối tôi nghe chưa? Rồi anh biết rồi mà. Cơm nước tự ăn đi, không ai dọn cho đâu. Tôi với con ăn rồi. Anh tới rồi hả? Ủa? Tụi nó đâu? Em nói tới đông lắm mà sao có mình em nhà vậy? Anh ngồi đi. Chắc là mấy anh tới giờ á, chắc đang kẹt xe thôi. Anh em mình làm trước đi. Thôi đợi tụi nó lại uống đi chứ, uống trước uống sau xỉn trước nữa kỳ lắm. Có cái gì đâu, uống một chút đi cho có mùi vị đồ. Uống sương sương thôi nha. Sao mấy này lâu dữ ta? Trời ơi, uống một miếng nữa đi. Người ta nói sương sương cái sương sương thiệt à. Lâu quá ta. Dùng đi. Dạ, nè, để em gấp cho anh nha. Rồi, ăn đi, đợi tụi nó lại ăn chung vui. Lâu quá, mấy này chắc kẹt xe hay gì á, ha. Kẹt xe thôi hả? Ủa sao mà kỳ ta?
ăn sao vậy? Bình thường uống được lắm mà sao mà mới nhấp có hai cái mà chóng mặt quá vậy? Kỳ vậy? Sao kỳ vậy ta? Ô, nhìn hai người luôn nè. Sao kỳ vậy? Anh Khánh, cuối cùng thì thuốc cũng đã ngấm rồi. Bình thường á, ai biểu anh cứ từ chối em chi, cho nên em phải dùng biện pháp này chứ làm sao. Hôm nay á, anh phải chịu trách nhiệm với em đó nha. Buông ra. À, chị My, sao chị lại ở đây vậy? Mày, đồ cái thứ trơ trẽn. Tưởng ba cái mưu hàng kế bẩn của mày qua mặt được tao hả? Anh ơi, có điện thoại kìa. Anh ơi. Đi nhậu không mày? Hôm nay anh em kiếm được cái quán này có mồi ngon lắm, bá phát luôn á. Giờ tao gọi địa chỉ mày chạy qua nha. Anh Quân hả? Em My nè. Ủa em hả? Dạ. Hồi trưa em nghe chồng em nói là tối nay ảnh đi nhậu chung với anh. Rồi bây giờ hình như ảnh đi luôn rồi, để quên điện thoại ở nhà. Ủa đâu có đâu. Tụi anh mới phát sinh đi nhậu nè, nên anh nhớ tới nó anh mới gọi nè. Chứ đâu có hẹn trước gì đâu em. Ờ, giờ chú em nhắn nói giùm anh nha. Ờ. Kỳ lạ. Ảnh không đi nhậu thì đi đâu? Đã vậy còn không mang điện thoại theo. Hay là đi với gái? Anh Khánh, hôm nay anh qua nhà em nhậu nha. Mồi mà em chuẩn bị đủ hết rồi. Anh qua lẹ đi. Có anh Quân và bạn của anh tới nữa đó. Đồng vui lắm, anh đừng có ngại. Sao? Tính làm gì chồng tao? Tính rùa quến chồng tao hả? Đừng có mơ nha. Tỉnh coi. Tỉnh chưa? Ủa à, vợ. Ừ, vợ nè. Sao gì vợ ở đây vậy? Sao ở đây hả? Tôi nói anh bao nhiêu lần rồi, tối ngày ăn nhậu hoài à. Tôi mà vô không kịp ha, là nó dở trò. Xong rồi anh với nó ăn nằm với nhau, rồi nó bắt anh chịu trách nhiệm, đúng không? Ừ? Chút xíu nữa ngủ ngủ chưa? Anh biết rồi mà. Anh tưởng là anh em bạn bè ở đây đông lắm, mà sao lại hội có mình anh à? Bây giờ tôi không còn quan tâm là có anh em bạn bè hay không, hay một mình anh. Từ hồi đó tới giờ tôi dặn anh sao hả? Anh không có để tâm. Như nước đổ đầu dịch vậy đó. Dặn bao nhiêu lần, cứ ham nhậu ham nhậu. Chút xíu nữa là có chuyện rồi, thấy chưa? Còn mày nữa, bộ hồi đó ba mẹ mày đẻ mày ra không có cho mày cái liêm sỉ hả? Không có dạy mày hả? Nếu như ba mẹ mày không dạy mày, để tao dạy mày ha. Ờ, chị ơi, chị. Bình tĩnh em ơi. Từ nói. Chị My, em biết là em sai, em xin lỗi chị. Nhưng mà em yêu anh Khánh là thiệt lòng mà. Thì bây giờ chị muốn em trả chồng cho chị cũng được, nhưng mà phải có điều kiện. Mỗi ngày á, chị phải cho em với anh Khánh nhậu chung với nhau. Tại vì em không có thiếu hơi ảnh được. Chỉ cần vậy thôi, chị muốn cái gì em cũng chiều chị hết á. Bị tâm thần hả? Giật chồng người ta không được, bây giờ ra điều kiện nữa hả? Cái con này nó bị cái gì vậy hả? Cái người mà không được bình thường á, mà mình nói cỡ nào nói nó cũng không hiểu đâu. Bây giờ mình đi về đi, nó điên rồi. Đi về em ơi, đừng có chấp mấy thứ này. Đi em ơi. Đi. Tao nghĩ là tao không có dạy mày được à. Tao không có giúp gì được mày hết. Mày là phải để cho bác sĩ tâm thần á ha. Bác sĩ tâm thần dạy lại mày. Đủ cái con điên. Còn anh nữa, đi về. Tôi còn điên hơn nó nữa nha. Anh biết rồi mà. Đâu. Anh Khánh. Em làm tất cả gì anh mà sao anh bỏ em vậy?
Mấy con quỷ tiểu tam giật chồng tao. Tháng 7 cô hồn, tránh xa chồng tao, tránh xa chồng tao. Con quỷ tiểu tam, con quỷ cô hồn, tránh xa chồng tao, tránh xa chồng tao. Cái con tâm thần này mày bị bệnh hả? Mày có bị bệnh á thì đi về nhà uống thuốc đi nha, không là tao báo công an bắt mày đó. Em đi đâu ạ? Hả? Lên xe làm gì? Thì bữa nay em có công chuyện á, tính kêu anh chở em đi luôn, sẵn tiện đường anh lên công ty luôn mà. Đâu có, anh đâu có tiện đường đâu. Bữa nay anh đi gặp đối tác mà. Em xách cái gì nữa vậy? À, đồ ăn. À, em có biết là xe anh mới rửa không, sạch sẽ thơm tho. Một chút anh chở đối tác em để đồ ăn lên là chút ám mùi trên xe. Rồi anh chở đối tác rồi đối tác la anh sao? Không có sao hết á, đồ ăn em bọc ở trong kỹ lắm. Rồi em còn bọc ở ngoài nữa nè, không có bay mùi đâu. Không sao hết á. À, thôi, em kiếm đường khác đi. Nay anh đi với đối tác rồi xong rồi chở đối tác đi mấy khu dự án nữa. Đâu có đi tiện đường của em đâu, mày đi ké anh. Ờ, mà anh sao á, xe này xe hai vợ chồng mua chung mà. Mỗi lần á mà em muốn đi chung với anh lúc nào anh cũng khó khăn, anh kiếm lý do hết. Thôi mà bớt giận đi, bớt cản trở công việc của anh lại. Nè, anh đi làm kiếm tiền về lo cho em chứ lo cho ai đâu mà lo. Mệt quá à, thì không cho đi thì thôi, tự người ta bắt xe đi. Rồi bắt xe đi. Gì vậy? Vàng thiệt á. Ừ, vàng thiệt. Ở đâu ra vậy? Cái này đâu phải của em đâu. À, chắc là bữa anh chở đối tác là có bà nào làm rơi á. Thôi anh trễ giờ, đi bắt xe đi nha. Anh đi à. Trời đất ơi. Trời ơi, cái con điên con khùng nào ở đây đây vậy? Trời ơi, mày làm gì trên xe tao vậy? Mày bước xuống. Trời ơi, trời, mày biết nó mà chạy xe tao một cái ha, là mày tới công chuyện mày với tao đó. Mày, ê, nè, mày làm cái gì vậy? Mấy con quỷ tiểu tam giật chồng tao. Tháng 7 cô hồn, tránh xa chồng tao, tránh xa chồng tao. Con quỷ tiểu tam, con quỷ cô hồn, tránh xa chồng tao, tránh xa chồng tao. Cái con tâm thần này mày bị bệnh hả? Mày có bị bệnh á thì đi về nhà uống thuốc đi nha, không là tao báo công an bắt mày đó. Vậy sao? Mày có giỏi á, mày kêu thằng Quân người yêu của mày á ra đây nói chuyện với tao nè. Còn không thôi hả? Tao ngồi ở đây hoài luôn. Tao sẽ không con này. Kêu thằng Quân ra đây. Anh Quân có liên quan gì đây? Tao không cần biết. Kêu thằng Quân ra đây. Còn không á, tao ngồi ở đây luôn. Cho mày khỏi lấy xe. Mày ngon lắm, mày đợi đó đi. Alo, anh Quân hả? Anh ra bãi xe đi. Có cái con điên nào ngồi trên xe của mình nè. Ủa, anh ấy chơi trò ngộ vậy? Anh Quân ơi, cứu em với, em sợ quá anh Quân ơi. Ủa sao bị cột vậy? Anh Quân ơi, cứu em với, có cái con điên nào cuộc em ở đây nè. Đi xuống nhanh nè. Đi. Anh ơi, đỡ em. Trời đất ơi, sao mà cột dữ vậy, không biết nữa. Gì vậy? Anh ơi, có cái con điên nào nó cuộc em trên xe á. Ai cho phép cởi trói cho nó vậy? Ủa, dạ, sao em ở đây vậy? Sao ở đây hả? Tôi ở đây để đòi lại những thứ thuộc về tôi. Cái chiếc xe này là tôi mua cho anh, để anh đi làm, đúng không? Để anh nở mày nở mặt với bạn bè, chứ không phải để anh chở cái con này. Tôi là vợ của anh, mà tôi leo lên xe anh cằn nhằn tôi. Anh chê tôi thế này thế nọ. Anh chê tôi hôi hả? Chê tôi đem đồ ăn làm bẩn xe của anh hả? Vậy cái con tiểu tam này nè, bộ nó sạch sẽ lắm hả? Hả? Nãy giờ là nhẹ tay thôi nha. Còn bây giờ hả? Tôi sát muối hai người luôn nè. Tao cho mày thành cáo một nắng hết. Chị ơi chị. Đừng mà em. Thôi được rồi. Bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói mà. Chị ơi chị. Em xin lỗi chị. Tất cả là tại cái thằng khốn nạn này nè. Nó nói nó chưa có gia đình cho nên em mới tin nó. Bây giờ chị xuất hiện rồi, em biết hết mọi chuyện rồi. Em trả chồng lại cho chị đó. Cái tát này á là coi như thời gian qua anh đã lừa dối tôi. Đồ sở khanh. Tôi là vợ anh mà nó xử sự tôi tưởng nó là vợ anh không á. Anh
Sao? Anh tưởng qua mặt được tôi hả? Trời ơi, chết rồi. Ai da, cô chạy xe kiểu gì vậy? Chết cái chân tôi rồi á. Chị ơi, cho em xin lỗi nha. Tại vì tay lái em còn mới á, cho nên có chút bất cẩn. Chị có sao không? Có cần em đưa chị đi bệnh viện không? Cô nói xe này của cô hả? Đâu có đâu. Xe này á, là xe của người yêu em. Mà ảnh mới mua, ảnh không có lái. Ảnh toàn là đưa cho em lái thôi à. Tại tay lái của em mới á, cho nên là cũng còn yếu. Có gì chị thông cảm cho em nha. Chị có cần em đưa chị đi bệnh viện không? Chị. Anh biết anh sai rồi. Em đừng có vậy nữa được không? Anh biết là ngoại tình đó là cái vấn đề đó nó sai. Anh sẽ không bao giờ qua lại với cô ta nữa. Em có thể nào thương anh cho anh cơ hội sửa sai được không? Tôi cho anh nhiều cơ hội rồi. Cho anh sửa sai nhiều lần lắm rồi. Bây giờ tôi không có quan tâm là anh có còn qua lại với nó hay không. Hay là anh qua lại với bất cứ con nào. Tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi hỏi anh nè. Tôi cố gắng tôi đi làm. Tôi dành dụm tiền tôi mua chiếc xe này để làm cái gì? Là để cho anh đi. Là tôi yêu thương anh. Cho anh có chiếc xe che nắng che mưa anh đi làm thì đỡ cực. Vậy mà anh lấy xe của tôi anh đưa rước người khác đi làm hả? Trong khi tôi là vợ anh nè. Lâu lâu nhờ anh chở đi đây đi đó. Thậm chí là chở đi chơi. Anh cũng cằn nhằn tôi nữa. Vậy mà anh lấy tài sản, anh lấy tiền mồ hôi nước mắt của tôi, anh chở người khác đi. Anh vui vẻ, anh hạnh phúc với người ta. Anh có thấy anh quá đáng với tôi không? Tháng 7 cô hồn á. Nhưng mà cái dông của anh là nặng dữ lắm. Bây giờ là không có cái xe nào mà nó phù hợp với anh bằng mấy cái xe rồng, xe phượng. Xe đưa tan á, hiểu không? Cuộc đời anh hết rồi nha. Anh mất tôi, anh mất tất cả. Đơn ly hôn tôi đợi anh ở nhà ký á. Em à, đừng mà em. Suy nghĩ lại đi em. Anh đã nghĩ em đó, cho anh cơ hội đi mà. Em à, đi ra. Em, cho anh cơ hội. Đi ra. Em à, đừng mà em. Em ơi, em cho anh lên xe để chở anh về đi em. Em ơi, mở cửa cho anh đi em. Em ơi, em.